không mà em vô đây là tôi thấy may mắn là tôi tránh được đi cái bệnh dịch. Thằng không bước nhận được. Nhưng không biết. Hồi đó chị chưa có làm, chưa có tiêm vaccine lần nào. Nay mới làm sao. Chiều 25 tháng 8, nhiều người cơ nhỡ đã được Ủy ban Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 và bố trí chỗ ở tạm thời trong những ngày thành phố siết chặt giãn cách. Trước khi tiêm, lực lượng y tế thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Bệnh viện Đại học Y Dược tiến hành khám sàng lọc và test nhanh COVID-19. Những người bệnh nền hoặc sức khỏe không đảm bảo sẽ được bố trí tiêm lại vào đợt sau tại các trung tâm y tế để đảm bảo an toàn. Trong tổng số 114 người cơ nhỡ được các chiến sĩ quân đội và lực lượng công an quận 4 đưa về sinh hoạt tạm thời ở trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận 4, có 14 người nhiễm COVID-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. 100 người còn lại được khám sàng lọc để tiêm vaccine COVID-19 tại nơi ở. Tôi đi bán vé số coi như là cũng 20 năm rồi, tôi bị bệnh tai biến. Rồi coi như ngày thì tôi bán vé số, tối thì tôi về nhà thờ, tôi ngủ trong nhà thờ á. Với hậu quả là tôi về phiêu quá, tôi về trong trường học mình non đó, tôi ngủ. Nếu mà tôi được mang vô đây là tôi thấy may mắn là tôi tránh được đi cái bệnh dịch. Đó, được khi mà hết dịch rồi thì nhà nước cũng trả tôi về. Người nghèo cũng làm ăn buôn bán đàng hoàng. Chứ tụi tôi không phải là dân trộm cắp hay là xin xỏ hay hết. Tự làm, tự sống, tự ăn. Những giọt nước mắt xúc động, mừng vui vì vừa được tiêm vaccine, vừa có chỗ ở đàng hoàng, không phải ngủ ngoài đường, không phải lo đói những ngày dịch. Sức bệnh. Thằng không bước nhận được. Hồi đó chị chưa có làm, chưa có tiêm vaccine lần nào. Nay mới làm tạo. Tiêm này rồi, phòng được sức khỏe mình cũng bảo vệ được cho những người xung quanh mình. Theo cơ quan chức năng, những người cơ nhỡ này sau khi tiêm sẽ thực hiện theo chỉ thị của thành phố được đưa tới trung tâm an sinh xã hội. Toàn bộ những người cơ nhỡ trong địa bàn quận sẽ được đưa về trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ để ở tạm thời. Trước đó, trong buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 23 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ người yếu thế, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho công an phát hiện, mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý.